Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 25 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên trong đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ vẫn còn có mưa rào rải rác, tập trung chính ở khu vực vùng núi phía Bắc. Trưa và chiều nay, mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi, nhiều nơi sẽ chuyển nắng nhẹ cùng nền nhiệt tăng lên mức là 28 cho đến 30 độ. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, hiện tại một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và vào ngày mai nó sẽ ảnh hưởng và gây mưa dông diện rộng trở lại trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Nền nhiệt toàn vùng sẽ giảm xuống chỉ còn từ 25 cho đến 28 độ. Thậm chí về đêm, nhiệt độ còn giảm thấp hơn. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét khi nhiệt độ giảm xuống mức là 17 cho đến 18 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 20 cho đến 21 độ trời chuyển lạnh. Sang đến ngày 27, khi đã nằm trong khối không khí lạnh và khô, Bắc Bộ hết mưa, trời khô ráo dần. Nắng nhẹ xuất hiện về trưa chiều và nhiệt độ tăng lên mức là 27 đến 28 độ. Kiểu thời tiết rét về đêm và sáng, nắng khô vào ban ngày ở miền Bắc sẽ duy trì liên tục cho tới hết tuần. Thời tiết sẽ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ cuối tuần. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay và ngày mai, mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Bình Định xuống tới Bình Thuận. Trong khi đó, thì các khu vực khác, thời tiết không mưa, ngày nắng ráo, với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ tối và đêm mai, khối không khí lạnh bắt đầu tác động, khiến cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa rải rác trở lại. Trong những ngày sau đó, mưa lan dần xuống khu vực Quảng Ngãi. Lượng mưa không quá lớn nhưng sẽ làm cho nền nhiệt ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế sẽ giảm xuống chỉ còn 26 đến 28 độ. Trong khi đó, Đà Nẵng cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ ở mức là 28 cho đến 30 độ. Khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng vẫn có tác động của gió đông. Vì thế, về chiều và tối vẫn còn có mưa dông và nhiệt độ trong ngày thì cũng không cao, chỉ từ 29 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, hoạt động của rãnh thấp xích đạo chủ yếu gây mưa rải rác cho khu vực Nam Bộ trong chiều tối nay. Cục bộ sẽ có điểm xảy ra mưa vừa, mưa to. Vì vậy, người dân cần tiếp tục đề phòng với hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh. Đặc biệt là những khu đô thị cần cảnh giác với hiện tượng ngập úng nơi trũng thấp. Sau đó, từ ngày mai trở đi, khi rãnh thấp xích đạo di chuyển xuống phía Nam, thì mưa tại Nam Bộ sẽ giảm dần về cường độ. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, trời đều ít mưa. Ban ngày, cả hai khu vực đều có nắng, mức nhiệt không quá cao. Trưa chiều dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ ở vùng cao nguyên và 30 đến 33 độ là nhiệt độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày và đêm 26 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27 sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 26 đến 29 độ. Hai ngày sau đó giảm nhẹ khoảng 1 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày và đêm 26 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng 10 thì có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm vùng núi trời rét, vùng đồng bằng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngày 26 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ là từ 29 cho đến 32 độ. Sang ngày 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động ở mức là 26 cho đến 29 độ. Khu vực Đà Nẵng tới Bình Thuận, ngày 26 có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Ngày 27-28 có mưa rào rải rác tập trung ở phía bắc của khu vực. Nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ. Trở vào Tây Nguyên, từ ngày 26 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ổn định ở mức là 28 đến 31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, ngày 26 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ngày 27, ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, ngày và đêm 26 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá 28 độ. Trên biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ khoảng chiều tối và đêm mai, gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, giật trên cấp 6, gây sóng cao, biển động, tàu thuyền cần phải lưu ý. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa dông, khiến tầm nhìn giảm thấp. Tàu thuyền cần phải đề phòng có tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.